tầm 990 cành đi ăn tối tại khách sạn 5 sao chọc trời cao nhất thành phố Hải Phòng thì sẽ có gì nhở? Nào hãy cùng mình đi khám phá nhá. Đây là nhà hàng Harbour nằm ở tầng 4 khách sạn Sheraton ở bên khu đô thị Vinhomes Imperia. Nên là ở đây có một cái tầm view cực đỉnh bao trọn hết quang cảnh Vinhomes ở phía dưới. Còn về không gian thì rất là rộng, thoáng, sang chảnh và thoải mái lắm. Còn về đồ ăn thì nhà hàng sẽ phục vụ cả ngày, chuyên về ẩm thực Á Âu. Ngoài gọi món và các chương trình thú vị hàng ngày ra thì ở đây còn có cả buffet hải sản vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần nữa. Đây mình đi đúng hôm buffet để thẩm thử xem chất lượng như thế nào đây nè. Làm việc quần quật thì lâu lâu cũng phải tự thưởng cho bản thân một bữa ra trò chứ nhở. Hải sản ở trong này thì phải gọi là siêu siêu đa dạng luôn, từ những cái loại tươi nguyên cho đến chế biến sẵn thì đều có hết. Đặc biệt mỗi người vào đây thì còn được ăn tôm hùm không giới hạn luôn. Trời ơi trời, nghe đến đây thôi là đã thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi đấy. Ngoài ra về phần chất lượng phục vụ thì mình thấy cực kỳ ok, đúng là cao cấp của khác. Mình thấy cách mọi người làm việc rất là chuyên nghiệp, tinh tế và lại còn nhiệt tình nữa cơ. Bây giờ thì ra thẩm thử đồ ăn nhá, đói quá rồi. Ăn thử một miếng thì thấy là đúng chất lượng, ở đây không hề làm mình thất vọng. Cái phần hải sản nó tươi, ăn nó đã gì đâu á, món nào thì cũng thấy hợp khẩu vị. Từ hải sản cho đến các món Âu, món Á đều rất là ok la, kiểu nó rất là đáng tiền luôn á. Mình thấy chỗ này rất là thích hợp để tổ chức tiệc tùng này, sinh nhật hay là thỉnh thoảng dẫn gia đình đến đây đổi gió tự thưởng cho bản thân. Với 990 cành đổi lại được một bữa ăn cực kỳ chất lượng với tôm hùm và hải sản tẹp bô thì quá là ok còn gì nữa. Có gì các bác đi thẩm thử xem sao nhá. À mà hôm đấy đến đây các anh chị còn nhận ra mình, thế là lại được ưu ái cho các bác. Ai mà đến đây cứ đọc pass Sheraton Hải Phòng Holic là sẽ auto được trừ ngay 30% các đơn đặt bàn và 40% với nhóm bàn từ 2 người trở lên đấy. Trong vòng 1 tháng kể từ bây giờ, tính ra là gần một nửa luôn mà, còn có hơn 500 hay 600 cành thôi. Quá là hời luôn rồi, các bác nhớ nốt vào mà đi thẩm thử nhá. Còn giờ thì bye bye.